Ok, hello và xin chào tất cả những người anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì ngày hôm nay Kẹo sẽ giới thiệu cho anh em cái shop app đó là thử may.vn. Đầu tiên thì anh em sẽ cần đăng nhập cái shop app bằng Facebook cái đã anh em ơi. Và hiện tại thì cái tài khoản của mình trong thử may.vn đang có đó là 1 triệu đồng nhá. Hôm nay thì Kẹo sẽ dùng cái số tiền này để mua app tặng fan nha mọi người. Bây giờ Kẹo sẽ giới thiệu cho anh em về cái mục nạp tiền trong cái shop app đó là thử may.vn nhá. Đây mà anh em sẽ nạp bằng thẻ cào Viettel Mobile Vina hay là thẻ Gate hoặc là thẻ Zing thì đều được nha mọi người. Hello anh em, và bây giờ thì Kẹo sẽ thử vận may Free Fire nha mọi người. Ở trong cái shop này nó sẽ có là thử vận may Free Fire 50k này, ở 20% ác sai và bị khóa này, 80% ác đúng mất khẩu, 30% ác nhiều skin hot và 20% ác có 3.000 kim cương. Phía dưới sẽ là thử vận may Free Fire 100k với nhiều kỳ ưu đãi hơn nữa, đó là 100% ác đúng trắng thông tin này, 30% ác có 9.000 kim cương này, 50% ác nhiều skin hot và 5% ác thì bị xác minh. Đó mọi người ơi, thì bây giờ thì mình sẽ mua những cái ác này để tặng cho fan nhé mọi người. Đây, và bây giờ thì mình sẽ lựa đại vài nick để mua tặng cho anh em nha. Ở đây thì đang có rất là nhiều ác nhé mọi người. Đó, anh em có thể là thoải mái lựa chọn những cái ác mà anh em thích mua. Mua cái tài khoản 16527 này nha em ơi. Ok, giao dịch đã hoàn tất. Bây giờ thì Kẹo sẽ lại tiếp tục mua ác để tặng cho anh em nha. Ok, tài khoản 1.523 này đã mua thành công nha anh em. Và đây anh em ơi, Kẹo sẽ tiếp tục mua thêm một ác nữa nha. Ok, và đây anh em, Kẹo sẽ mua nữa nhé mọi người. Nãy giờ là Kẹo toàn thử vận may Free Fire có 50k thôi à. Bây giờ thì Kẹo sẽ thử vận may Free Fire 100k nhé mọi người. Đấy, mình sẽ mua hai cái ác thử vận may Free Fire 100k nha mọi người. Không câu giờ nữa, chúng ta sẽ mua ngay bây giờ nhé. Ok, xong một ác này. Ác tiếp theo này anh em ơi. Ok, giao dịch đã hoàn tất. Ơ nhưng mà tài khoản của mình đang còn là 600k nữa cơ anh em ơi. Bây giờ thì sẽ mua thẳng một cái ác Free Fire trắng thông tin để tặng cho mọi người luôn nhé. Đây anh em ơi, mình sẽ kéo xuống phía dưới, vào đây sẽ là nick Free Fire giá rẻ 100% trắng thông tin này, uy tín hàng đầu, giao dịch tự động và bảo mật rất là an toàn nha anh em. Anh em ơi, ở đây thì nó lại có rất là nhiều những cái ác trắng thông tin để cho anh em lựa chọn nha. Và Kẹo bây giờ chỉ còn lại có 600k nên là sẽ lựa cái ác nào tầm 600k để mua cho anh em chơi nhá. Đấy, ngày hôm nay thì Kẹo vô cùng là risky này, nạp tiền vào là chuyên mua ác tặng fan thôi. Thế là anh em nhớ là đăng ký kênh cũng như là chia sẻ những cái video để ủng hộ cho mình nha mọi người. Đó, bên này thì cũng là như vậy này. Thì mình thấy là cái ác rẻ nhất đó là tầm khoảng là 120k này. Ờ, tìm nãy giờ lại không có cái ác nào nó 600k để mua cho anh em. Thế Kẹo xem nào. À, có một cái ác 550k anh em ạ. Kẹo mua cái ác này cho anh em là hợp lý rồi nha. Đây, sẽ mở ra coi nào. Đó, và cái ác này hầu như là đã có khá là nhiều những cái nhân vật cũng như là skin súng này rồi, là những cái bộ trang phục nữa anh em ơi, hành động nữa nhỉ mọi người, mua luôn đó. Ui giời ơi anh em ơi, hiện tại thì Kẹo còn lại có 50k này. Đây, mình sẽ tiếp tục mua thêm một cái ác thử vận may Free Fire 50k nữa nha mọi người. Đó, vào mua luôn này anh em ơi, mua đại thôi cho nó nhanh anh em ạ. Đây, mua tài khoản 16521 này. Ok, giao dịch đã thành công. Thế là xong rồi anh em ạ, như vậy là 1 triệu đồng của Kẹo đã bị bốc hơi rồi nha. Và ở đây thì tất cả là mình đã mua được cho anh em đó là 8 cái app Free Fire nhá. Ở đây thì mình sẽ dành tặng cho anh em cả luôn. Và mình sẽ thử là đăng nhập thử lại một cái nick anh em ạ. Đấy, cơ bản tôi cũng khá là hóng nên là sẽ đăng nhập vào app và trải nghiệm luôn cho anh em xem nhé. Tất cả những cái ở đây thì Kẹo tặng cho anh em cả. Anh em nào mà vào được cái app nào thì hãy nhớ là comment ở ngay bên dưới video cảm ơn Kẹo nha. Ok anh em ơi, như vậy là Kẹo đã mở được cái tựa game Free Fire. Thì bây giờ thì mình sẽ nhập đại một cái ác mà lúc nãy thì Kẹo đã mua nhé mọi người, để xem là trong cái ác này nó sẽ có cái gì nha mọi người. Ok, hiện tại thì mình đăng nhập cái tài khoản với lại mật khẩu nữa mọi người ơi, để đăng nhập vào cái ác nào. Đó, mật khẩu sẽ là hihi 1234 này. Ok, và đăng nhập luôn nào anh em ơi. Ok, như vậy là hiện tại thì nó đang load vào game rồi nha em ơi. Đó, anh em chờ một xíu này. Như này là chuẩn bị đăng nhập thành công rồi nha mọi người. Úi dồi ôi, anh em ơi chết rồi. Cái này là mua nhầm ác khủng rồi nha em ạ. Hiện tại thì mình đang có đó là 19.000 kim cương cơ. Wow, căng vậy anh em. Mỗi tội là cái nick này cái tên nó hơi bị tế nhị một tí này. Đau lỡ lờ quá này anh em này. Công nhận là cạn lời luôn. Và đây thì nó là một cái ác mới anh em ạ. Chưa có cái thông tin gì cả này. Ok, và cơ bản là mình sẽ dùng cái số kim cương này ngày hôm nay là khô máu luôn.
để quay xem là bao nhiêu kim cương sẽ ra được cái bộ đó là cú đấm đêm nhá. Đấy, đang quay rồi anh em ạ. Nói chung là rất là hồi hộp này. Hóng nào anh em. Cơ bản là ngày hôm nay kẹo dích này, nên là bây giờ chúng ta sẽ không cần quay bất cứ một cái thủ thuật nào cả anh em. Ui, đậu xanh, chúng nó cả hộp mắt thật luôn anh em ạ. Ui, ngon vậy. Tất nhiên là anh em sẽ cứ quay là 10 vé một lần cho nó nhàn anh em ơi. Bao giờ ra được cái bộ trang phục này thì thôi nhá. Ok, cùng chờ đợi nào mọi người. Ok anh em ạ, chúng ta sẽ lại tiếp tục quay nào mọi người. Ui, ok, quay tiếp tục 10 lần nhé anh em ơi. Trời ơi, lucky của mình hiện tại đã là 22 này. Tôi nhớ là nếu mà anh em muốn quay được cái bộ trang phục ở trong cái vòng quay kim cương này thì cái lucky của anh em cứ phải là trên 100 này mới dễ dàng quay ra được nha mọi người. Đó, tiếp tục quay nào anh em ơi. Lucky đang là 33 rồi anh em ạ. Ok. Úi dồi ôi, hồi hộp quá nhỉ mọi người. Đồ thì trúng rất là nhiều nhá. Mỗi tội là để quay được ra cái bộ trang phục cú đấm đêm thì nó lại hơi bị khó khăn, bởi vì là đây là cái bộ trang phục hot nhất trong vòng quay kim cương mà mọi người. Wow. Thế là nhận được thêm một vài cái bộ trang phục nữa. Anh em ơi, tôi tin chắc rằng là nếu như mà như kiểu là tôi với anh em ấy mà quay hết được cái số kim cương này sẽ ra được cực kỳ là nhiều đồ ngon nhé. Wow, nhiều đồ ghê vậy. Trời ơi là trời ơi anh em ơi, toàn là trùng mấy cái bộ trang phục thôi anh em ơi. Chứ còn là cái bộ trang phục của đấm đêm thì phải gọi là quá là khó khăn luôn. Nữa nào anh em ơi, chúng ta hãy cùng chờ đợi và wow, đậu xanh lại có được thêm một cái hộp ma thuật nữa. Thật ra thì nếu mà chúng được cái hộp ma thuật này cũng khá là hay này. Chứ nói anh em vào đổi hộp ma thuật thì ra được mấy cái bộ trang phục phải gọi là cực kỳ chất chơi người rơi nhá. Ok, tiếp tục mở. Wow, đậu xanh anh em ơi. Trời ơi anh em ơi, toàn là trúng những cái đồ Sida thôi à. Ok, mở tiếp nào anh em ơi. Đó, Lucky đang là 88 rồi. Anh em thấy là có căng thẳng không ạ? Đây. Wow, cái đậu xanh anh em ạ. Vẫn gọi là chưa trúng được cái bộ trang phục cú đấm đêm nhé mọi người. Anh em thấy là có khó khăn hay không? 19.000 kim cương mà bây giờ tôi quay đã còn lại đó là 13.185 kim cương này. Đậu xanh, hao tiền tốn của quá nhỉ mọi người. Không sao cả, hôm nay mua Arc 50k nhận ngay được 19.000 kim cương. Nó khá là may mắn đối với mình. Đấy, thế nhưng là vào cái trang thử may.vn này là mua cái Arc này khuyến mãi khủng chơi anh em. Ui, tha hồ kim cương mà anh em có thể là quay cái vòng quay kim cương nhé mọi người. Đó, tiếp tục mở nữa nào anh em ơi. Công nhận là tôi cũng hơi buồn buồn ấy. Các bạn là mở hết bao nhiêu kim cương rồi đây, nhưng mà chưa ra được cái bộ trang phục cú đấm đêm nha mọi người. Ui, cùng chờ đợi nào anh em ơi. Hôm nay cơ bản là tôi mất có 50k được ngay cái Arc 19.000 kim cương, nên là quay nó cũng chẳng sót cho lắm anh em ạ. Bình thường là tự nạp tiền vào thì quay công nhận là sót kinh khủng luôn đấy. Ok, 132 lucky này. Để con nào anh em ơi. Ui, chúng ta sẽ lại tiếp tục hồi hộp nào mọi người. Như quay sổ số vậy. Cái đậu xanh vẫn chưa trúng anh em ơi. Còn lại có 10.785 kim cương này. Ui dồi ôi, Gardana như này thì hút máu quá cơ anh em ạ. Ok, 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 cuối cùng đã trúng nhá. Trúng được cái gói cú đấm đêm anh em ơi. Ui dồi ôi, mừng quá cơ anh em ạ. Tôi thề luôn đấy, cực kỳ là mừng luôn này. Trời ơi, cuối cùng cũng đã sở hữu được cái gói cú đấm đêm nha mọi người. Ui, mệt mỏi quá cơ anh em ạ. Tức là quay được cái bộ trang phục cú đấm đêm, chúng ta sẽ mất tầm khoảng là gần 9.000 kim cương. Ui, sợ bên Gardena thật. Bây giờ thì mình sẽ nhận một vài cái vé quay kim cương miễn phí cái đã. Đấy, nhận xong thì tất nhiên là chúng ta sẽ quay luôn thôi. Mình đang còn đó là 4 vé quay kim cương miễn phí nữa nha mọi người. Bây giờ là còn lại 3 này. Ok, quay hết luôn. Cơ bản là nó miễn phí mà anh em, nên là cứ quay thôi, ngại gì đâu mà không quay. Đó, còn 2 vé miễn phí này. Anh em ơi, xem là chúng ta sẽ ra được cái bộ trang phục gì đây. Wow, không có gì cả, ngoại trừ là những thứ mà mình đã có rồi thôi mọi người ơi. Cái đậu xanh, thế là xong rồi nha em ạ. Bây giờ thì kẹo sẽ vào trong cái vòng quay vũ khí nhé mọi người. Và mình sẽ quay xem là có ra được cái MP40 phục sinh hay không anh em ơi. Ok, cố gắng chơi hát và chúng ta sẽ cùng quay nào mọi người. Ok, cứ phang hẳn 10 vé quay một lần luôn và tốn 600 kim cương luôn anh em ạ. Ui, câu nhận là cũng xót đấy. Không sao cả, hiện tại thì kẹo đang còn đó là hơn 10.000 kim cương cơ mà. Đây là không phải xoắn gì cả anh em ạ. Đấy, cứ quay là quay thôi, không phải ngại bất cứ một cái điều gì luôn nha. Hôm nay là kẹo chơi khô máu với bên Gardena luôn nhá. Uầy, cái gì vậy trời, toàn làm có trúng 24 giờ với lại 3 ngày này. Trời ơi, nhà mày có cả 7 ngày nữa. Nhưng mà thật sự là nếu mà quay được cái skin xuống này vĩnh viễn nó lại khó khăn vãi trưởng. Đây,
Tấm đang tiếp tục quay này mọi người ơi. Ui. Trời ơi anh em ơi, buồn ghê vậy ta. Tôi không ngờ là quay cái skin MPW phục sinh nó cũng khó khăn như vậy đấy. Đó. Như này thì vật vã quá rồi anh em ạ. Tiếp tục quay cái vé quay đó là vé quay 10 lần anh em ơi. Mỗi lần là quay hết 600 kim cương chứ ít gì hả anh em ơi. Úi dồi ôi. Tại sao nó không ra vĩnh viễn vậy mọi người? Cái kiểu skin ra đồ ngày khó chịu vãi trưởng. Mặc dù là tôi mất kim cương tôi quay được chứ anh em. Úi dồi ôi. Mệt mỏi thật. Tiếp tục quay nào mọi người. Đậu xanh anh em ơi. Thế là bây giờ hiện tại còn lại có 7.785 kim cương này. What the hell. Hút máu như cô tách vậy anh em ạ. Đậu xanh các bạn ơi. Vẫn chưa trúng nữa. Úi dồi ôi cuộc đời tôi anh em ạ. Cuộc đời tôi quay skin xuống MP40. Cái này là MP40 phục sinh nha anh em. Mà công nhận nó khó vật vã luôn anh em ạ. Như này thì ai chơi nổi hả anh em ơi. Ok tiếp tục quay nhé. Trời ơi còn lại có 6.585 kim cương thôi à. Anh em ơi. Quay cái khẩu súng này tôi không ngờ là nó lại vất vả như vậy đấy. Cơ bản là ngày hôm nay thì kẹo dích. Ở đâu anh em ơi, đang pua mà anh em ơi. Nạp tiền vào shop này, hẳn 1 triệu đồng mua cho anh em được 8 cái ác này. Cái what the hell cho anh em ạ. Nhưng mà cũng khá là hên bởi vì là 50k mà nhận được hẳn cái ác 19.000 kim cương. Nếu như mà anh em mà muốn có được những cái ác VIP giá rẻ hãy truy cập vào trang thử may.vn. Thật ra thử vận may nó hên xui thôi anh em ạ. Nhưng mà cũng rất là mong anh em may mắn được như tôi đấy. Tha hồ kim cương mà quay đồ luôn anh em ạ. Nhận ngay cái nick trắng thông tin tất cả là trắng luôn anh em ạ. Không có gì cả và tự nhiên có thêm 19.000 kim cương nữa. Anh em có quay gọi là mút mùa hoa chuối đến tận sáng mai là vẫn chưa hết tiền này đấy. Ok. Bây giờ nói chung là kẹo đã quá chán nản rồi anh em ạ. Thế nên là nhận một vài những cái vé quay kim cương miễn phí nha. Đó. Chúng ta sẽ không quay MP40 phục sinh nữa. Các bạn là tốn nhiều tiền quá rồi anh em ơi. Đang có đó là 4 vé quay kim cương miễn phí này. Nên là kẹo sẽ quay cho nó hết luôn 4 vé quay kim cương nhé. Đây. Còn lại 3 vé này. Ok. Trúng được cái gì thì trúng anh em ạ. Nói chung là không quan trọng. Đơn giản là cái này là vé quay kim cương miễn phí mà. Miễn phí thì cứ thế mà phang thôi anh em chứ còn là sao nữa hả? Đấy anh em ạ. Wow. Đang chờ đợi này. Ok. Thế là đã xong hết được những cái vé quay kim cương miễn phí. Ok anh em ơi, bây giờ thì kẹo mà đang còn rất là nhiều kim cương nên là chúng ta sẽ tiếp tục quay trong cái vòng quay đó là vòng quay chế tác nha mọi người. Đó. Đang có là 5.205 kim cương nhá. Hôm nay thì giã nát cái vòng quay chế tác. Ui. Có được một đá chế tác nha. Ngon anh em ơi. Có được bản thiết kế kỳ lân luôn. Các bạn là tôi sẽ quay và đổi ra được cái súng gọi là ngon nhất trong cái vòng quay chế tác luôn nha các bạn ơi. Kẹo nhớ không nhầm thì nó là AK Kim Kỳ Lân nha các bạn ơi. Đó. Ui. Lại có được thêm một cái bản thiết kế kỳ lân nữa. Ok anh em ơi. Tiếp tục mở thêm 5 vé này. Quay cái vòng quay chế tác này thì nó tương đối là rẻ ạ. Nó chỉ có là 180 kim cương cho 5 vòng quay anh em ạ. Anh em thấy là có rẻ không ạ? Chứ còn là nhà mà quay vòng quay vũ khí với lại cái vòng quay kim cương thì nó quá là đốt tiền luôn anh em ơi. Ok, hiện tại thì kẹo đang có đó là một cái đá chế tác này và ba cái bản thiết kế kỳ lân này. Tất nhiên là đang dích mà anh em nên là cứ quay cái đã. Ok, lại có thêm được bản thiết kế kỳ lân này. Ngon chơi anh em ơi. Đây, mình sẽ xem qua một xíu này. Kim kỳ lân anh em sẽ cần đó là 5 đá chế tác này. Với lại thì ba cái bản thiết kế mới đổ được. Để xem qua một xíu nữa anh em ơi. Ở đây có rất là nhiều những cái skin súng nhá. Và hình như là nếu mà thấp nhất thì sẽ cần có 2 đá chế tác và một bản thiết kế nhá. Và cao nhất thì nó là AK Kim Kỳ Lân. Ok. Ra ngoài và chúng ta sẽ lại tiếp tục như kiểu là quay thôi anh em ơi. Và ngại gì nhỉ các bạn ơi. Mở 5 lần này. Cứ mỗi một cái lần mà anh em mở 5 lần sẽ tiêu tốn nó là 180 kim cương nhá. Bây giờ thì cậu đang còn nhiều kim cương mà anh em. 4.485 kim cương cơ mà. Nên là quay thoải mái. Quay bao giờ mới hết được đây mọi người. Đấy. Hôm nay chắc là hiến máu cho bên Garena luôn anh em ạ. Quay cái này mà vất vả quá cơ anh em ơi. Thế hóa ra là mình sẽ cần tận 5 đá chế tác cả. Vụ này hơi căng anh em ạ. Quay cái này nó lại mệt mỏi thật đấy. Công nhận với nhau là như vậy luôn. 5 đá chế tác với lại 3 bản thiết kế à. Bây giờ mình có 2 đá chế tác này. Quay như này không biết là 4.125 kim cương có trúng được 3 đá chế tác không nữa. Vất vả quá cơ anh em ạ. Hôm nay chỉ là khô máu thôi mà nó cũng mệt mỏi ghê vậy. Úi dồi ôi. Ok. Và chúng ta sẽ tiếp tục hóng thôi anh em ơi. Kẹo đang còn đó là 3.945 kim cương cơ.
Nãy giờ quay toàn nhận được vé quay kim cương thôi anh em ạ. Chứ còn là trúng được cái đá chế tác thì thật sự là hơi bị khó khăn đấy. Ui dồi ôi, Garena ơi hút máu vừa thôi. Quay nãy giờ còn chưa ra được thêm đá chế tác nữa anh em ơi. Hiện tại thì kẹo mới chỉ có là hai đá chế tác này. Mệt mỏi ghê vậy. Ra cái đá chế tác cho mình nhà còn vui cái nào anh em ơi. Chứ còn như này thì sâu xét quá cơ anh em ạ. Nó toàn ra cái vé quay kim cương này, cái đậu xanh. Mình đâu có cần vé quay kim cương đâu. Đây anh em ơi, tiếp tục mở này. Đó. Uầy, không trúng đá chế tác, cái đậu xanh. Toàn là có trúng vé quay kim cương này. Chán quá nhỉ anh em. Ok, không sao cả. Và kẹo sẽ lại tiếp tục mở luôn nha. Đấy. Hôm nay là cơ bản kẹo sẽ quyết định là đốt hết sạch cái số kim cương này. Đó là 3.225 kim cương nữa anh em ơi. Không hiểu sao là mình quay cái vòng quay chế tác này thì đâm ra lại có thêm vàng này. Hiện tại là được cộng thêm 5.600 vàng nữa. Lại trúng cái toàn kẹo 800 vàng trong một quay chế tác này. Nhỏ vậy anh em. Trúng cái đá chế tác thì mãi không ra này. Mình có chỉ có hai đá thì đậu xanh hơi khó khăn. Anh em ơi, tại sao mà kẹo vẫn chưa trúng vậy hả anh em ơi? Nãy giờ quay là bao nhiêu cái vòng quay rồi anh em ạ? Cứ mỗi lần quay là kẹo chơi hẳn là 5 vé luôn anh em ơi. Đó. Trời ơi, chờ đợi, mệt mỏi. Ok, không sao cả, hiện tại mình lại có thêm một cái bản thiết kế kỳ lân nữa. Nhưng mà thật sự là hơi bị thừa. Đơn giản là tôi chỉ cần đổi lấy AK kim kỳ lân. Thế là đâm ra là chỉ cần có 3 cái bản thiết kế là ok. Thì mình, cái quan trọng là mình cần đá chế tác cơ. Nhưng mà quay nó có ra đâu. Ui dồi ôi, có lại có 2.505 kim cương này. Gardena ơi, hút máu vừa thôi. Bây giờ hút máu quá ấy, chắc là tôi gầy như con cá khô ấy. Đậu xanh, lại là trúng cái bản thiết kế kỳ lân à. Ui dồi ôi, là ui dồi ôi anh em ơi. Tôi muốn trúng đá chế tác cơ mà. Trời ơi là trời ơi anh em ạ. Như này thì bao giờ mới trúng được thêm 3 cái đá chế tác nữa. Vẫn chưa trúng mọi người ạ. Ok, không sao cả, bình tĩnh. Cái gì thì cũng phải từ từ anh em ạ. Cứ tiếp tục kiên nhẫn quay là kiểu gì cũng trúng được thêm đá chế tác thôi anh em ơi. Còn thiếu có mỗi 3 đá chế tác nữa thôi mà. What the hell, lại là bản thiết kế kỳ lân à. Thế hóa ra đâm ra lại có tận 7 bản thiết kế rồi cả. Cái đậu xanh anh em ơi. À bây giờ thì kẹo đã đổ được cái skin súng kỳ lân. Nhưng mà kẹo không thích anh em ạ. Kẹo có phải thích là skin súng kim kỳ lân nha mọi người. Và đây các bạn ơi, chúng ta sẽ lại tiếp tục chờ đợi này. Đó. Quay như này nó lại vất vả quá cơ, đang còn nó là 1.965 kim cương này anh em ơi. Hôm nay cô nhận là phá kim cương, phải gọi là phá kim cương tới bến luôn này. Đó, vẫn đang tiếp tục quay và quay đều, quay đều. Liệu rằng có trúng được đá chế tác không nhỉ? Cái đậu xanh mọi người ạ. Như này thì lại trúng là cái bản thiết kế kỳ lân. Anh em ơi, thật sự đấy. Bây giờ là tôi quá mệt mỏi rồi nha bạn. Gì mà trúng tận 8 cái bản thiết kế cơ, trong khi thì đá chế tác chỉ có 2 này. Có lẽ như là Gardena nó định chơi khăm tôi hả anh em. Như vậy là bây giờ chỉ còn lại có đó là 1.425 kim cương này. Trời ơi, ra cái đá chế tác đi mình còn mừng này. Ok 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 ok. Ok anh em ạ. Trời ơi, cuối cùng nó đã ra thêm được một cái viên đá chế tác nữa. Công nhận là thật sự là mừng vãi trở anh em ơi. Không thể tin được, nhưng mà mình đang còn thiếu tận 2 viên cơ. Trong khi đó là còn lại có 1.245 kim cương. Thôi xong anh em ạ. Pha này có khi là không đổi được AK kim kỳ lân rồi. Đậu xanh anh em ạ. What the hell, vẫn chưa trúng cả. Thế là bây giờ là mình đang cần phải có đó là thêm 2 cái đá chế tác nữa. Còn lại có 1.065 kim cương. Có lẽ như là bây giờ nó lại hơi bị khó khăn này. Ok, lại là bản thiết kế này. Bây giờ thì kẹo sẽ vào xem cái súng là skin kim kỳ lân cái đã anh em ạ. Đấy, cơ bản là lấy cái động lực để quay cơ. Nếu mà đổi bây giờ chắc là đổi được tử kỳ lân với lại cái skin súng kỳ lân. Nó hơi bị sida nên là thôi anh em ơi. Đổi làm cái gì, từ từ cố gắng quay để mà đổi đồ anh em ơi. Mình sẽ quay cái vòng quay kim cương đá để lấy hên. Đơn giản là đang có 16 cái vé quay miễn phí này. Đấy, quay cho chúng cái để lấy hên nào anh em ơi. Ui, ngon nhỉ, lại có thêm được một cái hộp ma thuật nữa. Tí nữa tha hồ mà anh em đổ đồ VIP luôn nha. Đó, xong cái vé quay kim cương rồi, chắc là quay từng vé một thôi. Chứ còn sao nữa hả mọi người đấy. Cùng chờ đợi nào anh em ơi. Cứ quay từng vé một thôi, sao phải ngại. Hôm nay công nhận là chưa bao giờ mà tôi có cảm giác gọi là chỉ là quay kim cương thôi mà nó cũng mệt mỏi như vậy anh em ơi. Khô máu tận 19.000 kim cương anh em thấy ghê chưa ạ? Nó lại ghê quá, nhìn được còn 3 vé quay kim cương nữa.
Chỉ có mỗi que đồ thôi cũng làm cho kẹo trở nên mệt mỏi. Wow, hai cái que này, cứ que nốt cho nó xong luôn anh em ơi. Xong là chúng ta sẽ lại quay trở lại cái vòng quay chế tác và tiếp tục quay skin xuống đó là AK Kim Kỳ Lân nhá. Quẩy đậu xanh chưa xong nữa anh em ơi. Ok ok, tiếp tục quay 60 kim cương anh em ạ. Quay thêm một vé nữa cơ bản là để lấy hên mà anh em. Đây, kẹo sẽ quay trở lại cái vòng quay vàng nhá. Tất nhiên sẽ là tiếp tục quay để lấy hên thôi anh em ơi. Đang còn đó là 6.600 vàng nhá. Hôm nay nói chung là sẽ quay hết cái số vàng này cái đã. Đấy, sau đấy thì mình mới quay trở lại tiếp tục cái vòng quay chế tác và quay cái vòng quay để kiếm được AK Kim Kỳ Lân nhá. Kẹo đang còn đó là 3.600 vàng này anh em ơi. Cứ quay cái đã, đấy. Bao giờ mà hết được vàng thì thôi, sao phải ngại. Uầy, vì là vòng quay vàng này đơn giản là nó chỉ có được một cái bộ trang phục xịn nhất. Hiện tại thì nó là cái bộ trang phục hình như là nữ đấu vật anh em ạ, đấy. Hết cái vòng quay này thì kẹo chỉ còn lại có 600 vàng mà thôi. Nên là chắc là mình sẽ quay cái vé 1 anh em ơi. À đâu, hiện tại thì mình đang có những cái vé quay miễn phí mà. Ồ, ok, mình sẽ nhận thêm vé quay miễn phí cái đã. Đây mọi người ơi, vâng, như vậy là mình đang có 4 vé quay miễn phí nha. Cứ từ từ mà quay anh em ạ, không phải vội gì cả đấy. Tiếp tục khô máu nè mọi người ơi. Uầy, trời ơi anh em ơi. Thật ra nếu mà nói thì ra được cái bộ trang phục đó là bộ trang phục nữ đấu vật. Đợt này lại quay ra khó khăn thế nhỉ anh em. Phang hết bao nhiêu vàng rồi thì vẫn chưa ra được này. Đang còn 3 cái vé quay vàng nữa thì cứ khô máu thôi anh em. Sao phải ngại điều gì. Đấy, bây giờ là kẹo còn lại 2 vé quay vàng này anh em ơi. Cứ quay là quay thôi. Ok, tiếp tục quay nào mọi người. Ngon chơi anh em. Vâng, bây giờ thì mình sẽ lại tiếp tục vào trong cái vòng quay chế tác nha các bạn ơi. Và quay 5 vé quay luôn nhỉ. Ok, chờ đợi xem là có trúng được thêm 2 đá chế tác nữa không nào anh em ơi. Wow, đậu xanh chưa trúng cả. Khó khăn vợ ơi. Trời ơi anh em ơi. Còn lại có 645 kim cương này. Đó, cùng kẹo chờ đợi nào anh em ơi. Ok ngon, thế này là ngon rồi. Có thêm được một đá chế tác nữa rồi anh em ơi. Như vậy là cái cuộc hành trình mà đổi được cái súng AK Kim Kỳ Lân của mình nó càng ngày càng gần hơn nữa. Đó, còn lại 465 kim cương này anh em ơi. Ui, cố gắng để quay lấy được đá chế tác, cái viên đá chế tác thứ 5 nào anh em ơi. Ok ok ok. Ok 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 anh em ạ, ngon chưa ngon chưa. Thế là hiện tại kẹo đã có được 5 đá chế tác này với lại 7 bản thiết kế Kỳ Lân. Trời ơi anh em ơi, nhìn cái AK Kim Kỳ Lân sướng mắt chưa nhỉ. Ui dồi ôi, đã thế nhỉ anh em ơi. Chúng được AK Kim Kỳ Lân này. Ngon vãi trưởng mọi người ơi. Trang bị nhanh luôn và sao phải ngại hả các bạn ơi. Mình chợt nhận ra là hiện tại mình đang còn đó là 465 kim cương nữa. Tất nhiên là mình sẽ tiếp tục farm cái vòng quay MP40 phục sinh để cố gắng kiếm được cái skin súng này mà khó khăn vãi trưởng. Lucky hiện tại là 100 rồi nha em ạ. Nhưng mà vẫn chưa trúng được cái MP40 này. Khó khăn ghê vậy. Tôi là đâu có đùa với anh em đâu. Nãy giờ mà quay cái skin MP40 phục sinh này ấy thì kiểu như là bây giờ chắc là đồ ngày của nó phải lên đến gọi là 300 ngày dùng MP40 phục sinh rồi anh em ơi. Ok các bạn ạ, và chúng ta sẽ lại tiếp tục chờ đợi. Còn lại có 225 kim cương nhưng mà kẹo vẫn rất là ước mong là sẽ có được thêm cái MP40 phục sinh nữa. Đấy, đậu xanh anh em ơi. Ui dồi ôi, toàn là đồ ngày thôi anh em ơi. Đây, quay nốt vé này là còn một vé nữa này. Khó khăn như này thì làm sao mà kiếm được MP40 phục sinh. Ui dồi ôi là ui dồi ôi anh em ạ. Mệt mỏi ghê ta, mệt mỏi như này sao chơi. Thôi anh em ạ, chán nản ghê cơ. Không sao cả, bây giờ thì kẹo đã có được khá là nhiều đồ này. Mình sẽ vào cái mục vũ khí coi anh em ạ. Xem là MP40 chúng ta đã có được bao nhiêu ngày rồi. Cái what the hell, 287 ngày 23 tiếng anh em ơi. Như này nó khác gì vĩnh viễn đâu. Và mình trang bị liệu game thủ này. Trang bị luôn mấy cái skin súng mà mình mới quay được luôn này. Đó, đồ ngay cũng trang bị luôn, ngại gì hả anh em. AK này nhìn sướng mắt cái quả AK Kim Kỳ Lân quay mãi mới được. Đó, bây giờ thì mình sẽ vào cái tiêu thụ này để đổi 3 hộp ma thuật, lấy được 3 cái bộ đồ VIP luôn anh em ơi. Ok, ở đây khá nhiều đồ cho anh em lựa chọn nhá. Đâm ra lại có thêm 3 cái bộ trang phục nữa, hoặc là có cả xe máy tiết chếp này. Với lại thì mấy cái bộ trang phục phụ anh em ơi.
Nói chung là thích đổi gì đổi nấy thôi nha em ơi. Tôi sẽ tự chọn một vài cái bộ trang phục mà mình cảm giác gọi là ưng mắt. Ví dụ như là mình cảm giác là cái bộ đấu sĩ Alpha cũng được đấy. Thì kẹo sẽ đổi một cái hộp ma thuật để lấy bộ trang phục đấu sĩ Alpha nha mọi người. Đây các bạn ơi, ngon chưa nhỉ hả anh em? Ok, vạn trang bị nhanh luôn ạ. Đó, còn lại hai cái hộp ma thuật này. Bây giờ chúng ta sẽ đổi gì nhỉ? Không biết là nên đổi skin xe hay là đổi cái bộ trang phục nào đây anh em ơi. Bộ hề có vẻ như là nhìn hơi chán nên là có lẽ là mình sẽ đổi sang cái gói nữ samurai nhé. Đấy, trông xinh gái thế này cơ mà anh em lại có cái hứng thú để đổi. Ngoài ra thì cái bộ thỏ ngọc trông cũng ok đấy anh em ạ. Đó, kiểu màu hồng cá tính này. Đấy là nói vui với anh em vậy thôi. Bây giờ thì mình sẽ vào cái vòng quay may mắn và tiếp tục quay vòng quay may mắn vàng nha anh em ơi. Còn lại là 1.300 vàng này. Cố gắng thì chắc là quay hết cái số vàng này và kiếm được cái bộ trang phục đó là gói nữ đấu vật luôn anh em ơi. Còn lại có 1.000 vàng thôi anh em ơi. Mỗi lần quay anh em sẽ mất đó là 300 vàng này. Có lẽ như là ngày hôm nay thì kẹo sẽ không quay được ra cái bộ trang phục gói nữ đấu vật. Khó khăn quá mà anh em. Khó khăn thì nó lại chồng chất khó khăn này. Và quay đồ công nhận thì ngày hôm nay khó vãi trưởng rồi. Ok, tiếp tục quay nào anh em ơi. Quay đều. Và chúng ta cũng sẽ chẳng trúng được luôn này. Đây, mình nhớ là ở cái mục tủ đồ đấy. Thế bây giờ là mình sẽ vào mục tiêu thụ này. Wow anh em ơi, kẹo đang có đó là 882 mảnh này anh em ơi. Tha hồ mà đổi đồ nhé mọi người. Ở đây như là có cái bộ trang phục nam đấu vật nữa này. Hay là chúng ta đổi luôn nhỉ? Ok, đổi lấy đầu nam đấu vật luôn này. Mình sẽ đổi full luôn cái set nam đấu vật nha anh em. Đổi một món là mất có 50 cái thẻ quy đổi thôi à? Thế thì ngại gì, cứ đổi thoải mái anh em ơi, sao phải ngại. Ok, bên dưới là đổi nguyên cả cái set như là set áo bóng rổ à? Hết có 250 mảnh quy đổi này, đổi luôn anh em. Trời ơi, ngon chưa các bạn ơi. Ngoài ra thì sẽ có thêm cái mặt nạ ngọc huyền bí này, đổi luôn. Hình như là có cái bộ trang phục là cô nàng đáng yêu nữa. Ok, trời ơi, trông xinh gái cho anh em ơi. Và ngoài ra thì mình sẽ đổi thêm cái bộ trang phục, đó là bộ trang phục áo tối cổ nhá. Đấy, tóc tối cổ này với lại thêm cả cái quần tối cổ luôn. Được chưa anh em? Phía dưới thì sẽ có cái bộ trang phục vượt ngục nữa. Hay là mình sẽ đổi luôn bộ trang phục vượt ngục nhỉ anh em. Ok, bên trên này sẽ có một vài cái skin vũ khí thôi. Đây anh em ơi, chắc là mình sẽ đổi luôn cái bộ trang phục vượt ngục nha các bạn ơi. Đó, đổi được cái mũ này, đổi được thêm cái áo nữa. Nhưng mà như là đổi được qua cái quần thì nó lại hết mất mảnh quy đổi nha em ạ. Còn lại có 2 mảnh quy đổi này. Thế là tự nhiên thiếu mất cái giày rồi nha em ơi. Nhưng mà giày thì nó lại không quan trọng lắm nhá. Gói này, mở lên nha em ơi. Có được cái gói cú đêm này. Ngon chưa anh em. Trời ơi, công nhận nó chất chơi người dơ này. Cái này tôi quay mãi mới được chơi anh em. Không có đơn giản đâu nha. Ok, và xem là chúng ta sẽ có gì đây các bạn ơi. Đấy, rất là nhiều đồ luôn nha anh em ơi. Và đây anh em ơi, bây giờ kẹo sẽ đổi qua cái bộ trang phục nữ đã. Các bạn là sẽ show hết tủ đồ cho mọi người xem luôn nha. Xem là ở bên đồ cho nữ thì có những cái gì. Uầy, anh em thấy nhiều chưa? Vô cùng là nhiều đồ luôn nha. Đấy, bao nhiêu đồ đếm cho hết hả mọi người. Phía này sẽ là quần với lại váy các kiểu này anh em ơi. Bên dưới thì sẽ là giày này. Ngoài ra thì nếu mà nói thêm về set thì sẽ có cái set thỏ ngọc nhá. Anh em thấy ngon không ạ? Ok, và ngày hôm nay thì mình sẽ dành tặng luôn cái ác này cho anh em nhá. Đấy, với lại thì thêm 7 ác kẹo mua được clip thì sẽ tặng cả cho anh em nhá. Anh em nào mà nhận được thì comment để mọi người biết nha. Bye bye anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.